Điện thờ Phật ở chùa Tô Đài có tên gọi chính thức là Todaiji Kondo, là quần thể kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới và là niềm tự hào của Nhật Bản. Mặt chính diện rộng 57,5m, sâu 50,5m, còn chiều cao đến nóc nhà là 49,1m. Đây là nơi đặt bức tượng Phật Tilojana, có nghĩa là vị Phật nằm ở trung tâm của thế giới. Cái cửa nó bằng gỗ quá, cổ luôn hả? Dạ, tất cả đều là gỗ. Đúng mà rồi. Từ thời cổ xưa đến giờ á. Đừng đi chùa nhiều quá ha. Lớn thật. Thật là đẹp. Phật tổ nè. Tượng Phật ở Nara được Thiên Hoàng Somu xây dựng vào năm 752, là điểm tham quan nổi tiếng hàng đầu ở thành phố cổ này, luôn khiến cho du khách cảm thấy choáng ngợp trước sự to lớn và vĩ đại của mình. Đứng ở đây thì chưa có mường tượng được cái sự to của tượng đâu. Lát nữa chúng ta sẽ biết to cỡ nào. Để kiếm cái gì, cái cột trụ gì mà có cái lửa. Em nghĩ là đây nè. Đâu, đâu, đâu? Mọi người đang xếp hàng vào nè, đúng không? Đâu, 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 đâu. Đúng rồi. Hay quá, hay quá. Mày ơi, cái này sao mày chui dừa? Ai bảo không dừa? Mấy cô chui dừa. Mày chui dừa. Tương truyền rằng, mở cái lỗ trên cây cột này ở Đại Phật Điện của chùa Tô Đài, rồi chui qua đó, thì sẽ có thể sống khỏe mạnh mà không bị bệnh tật gì nữa. Cái cột bằng gỗ luôn hả? Cái cột để chống mà nó có cái lỗ. Cái cột này to thì... Người bự bự đâu có chung qua dừa. Tí nữa mình thấy may được tái sinh lần hai. Cô vừa không? Wow, coi như là được tái sinh rồi đó. Yeah. Bye bye, yeah. Yeah.